Nếu cởi mở tư duy, thế giới quan xung quanh bạn sẽ rất rộng lớn. Đó là phương châm của cô tiến sĩ khi đưa ra quyết định táo bạo cho cuộc đời của mình, theo đuổi con đường học vấn trong lĩnh vực phát triển thể thao. Để rồi sau khi hoàn thành luận án tiến sĩ ngành quản lý thể thao, cô bắt đầu công tác ở các vai trò khác nhau tại các trường đại học nổi tiếng ở Thái Lan và Việt Nam, cũng như ở các tổ chức thể thao lớn nhỏ. Các dự án thể thao cộng đồng hướng đến nữ giới, truyền cảm hứng cho lối sống lành mạnh cũng là những trái ngọt mà cô dành nhiều tâm huyết thực hiện tại một số quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Không dừng lại ở đó, hiện cô đang dành thời gian để xúc tiến những hoạt động hỗ trợ phát triển môn khúc côn cầu tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung, qua đó mở ra một không gian mới mẻ nhiều tiềm năng cho thể thao Việt Nam trong tương lai. Cô là tiến sĩ quản lý thể thao Nguyễn Trà Giang, hiện đang đảm nhận vị trí trợ lý chủ tịch Liên đoàn khúc côn cầu trên băng của Thái Lan, kiêm nhà quản lý của hai đội tuyển khúc côn cầu quốc gia Thái Lan, đồng thời là viện trưởng Viện Khoa học và Quản lý Thể dục Thể thao của Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Đến với chương trình Thể thao là cuộc sống hôm nay, tiến sĩ Trà Giang sẽ mang đến nhiều điều thú vị đến quý vị khán giả. Xin được chào đón tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thể thao là cuộc sống, chương trình do Ban Thể dục Thể thao Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, đây là chương trình mà chúng tôi muốn hiện quý vị những gương mặt thể thao đầy cảm hứng, hay đơn giản hơn, đó là những người có một cuộc đời gắn bó với thể thao theo nhiều phương diện khác nhau. Và như đoạn clip vừa rồi thì chúng ta cũng được biết đến một vị khách mời vô cùng thú vị, và xin được chào đón đến với chương trình Thể thao là cuộc sống ngày hôm nay, tiến sĩ quản lý thể thao Nguyễn Trà Giang. Xin chào Hạnh Dung, xin chào quý khán giả đang xem chương trình Thể thao là cuộc sống của Đài Truyền hình HTV Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hy vọng là hôm nay thì chúng ta sẽ có rất là nhiều câu chuyện thú vị, bởi vì thực tế là lần đầu tiên chương trình Thể thao là cuộc sống trong nhiều năm qua có một vị khách mời là một người làm ở công tác quản lý. Và hy vọng là với những cái trải nghiệm của mình thì mình sẽ có nhiều cái câu chuyện để kể đến quý vị khán giả. Với Hạnh Dung thì Hạnh Dung nghĩ rằng là thể thao là một cái thế giới rất là thú vị, nó nhiều sắc màu, nhiều cái lăng kính khác nhau. Và với tiến sĩ Trà Giang thì chắc chắn cũng sẽ là một cái lăng kính tương tự đúng không ạ? Cảm ơn Hạnh Dung, thực sự thì đúng là thể thao nó rất là nhiều sắc màu. Mình cũng có thể là mình thấy là khi mà mình đi xem những cái trận đấu ha, lúc mà thắng thì mình vui, mình vỡ hòa ra. Còn lúc mà mình, những cái đội của mình thi đấu thua thì mình cũng có tâm trạng là buồn chung với vận động viên. Rồi đầy sắc màu ở đây, ví dụ như các vận động viên tập luyện cả năm trời chỉ để lên sàn đấu trong vòng 2 phút thôi để mà trình diễn một cái bài thi đấu nào đó. Rồi còn có những cái thứ rất là đầy sắc màu, như bản thân của Giang đây là đã từng là chơi thể thao nè, rồi mình cũng gắn bó với thể thao nhưng mà không phải là huấn luyện viên, mà mình làm những cái công tác khác có liên quan về khoa học thể thao, rồi công tác về quản lý hoặc là tổ chức những cái sự kiện thể thao. Nó đầy đủ những cái sắc màu và mình thấy nó rất là hấp dẫn và mang đến những cái đam mê trong cuộc sống cho mình. Chúng ta hãy quay trở về xuất phát điểm của tiến sĩ Trà Giang. Được biết là trước đây là mình cũng đã từng là một vận động viên bóng bàn, mặc dù là cũng không phải là một vận động viên chuyên nghiệp, nhưng mà cũng có một cái cùng xuất phát điểm với hầu hết những người đam mê thể thao, đó là trở thành một vận động viên bước ra sàn đấu. Thì đến ngày hôm nay thì mình đã có nhiều lựa chọn khác nhau, thì chị nghĩ gì về cái xuất phát điểm của mình cũng là một cái xuất phát điểm khá điển hình với những người đang công tác cũng như là làm việc trong ngành thể thao? Thì đúng là mình chơi thể thao từ nhỏ, từ 6 hay tuổi gì đó. Thì được gia đình thấy sức khỏe mình không có được tốt thì mang mình đến câu lạc bộ bóng bàn cho mình tập. Rồi mình cũng đam mê với lại cái môn thể thao đó. Nhưng khi mà mình đến cái tuổi mà mình chọn cho mình một cái sự nghiệp là mình vào đại học á, thì gia đình lại hướng cho mình đi vào cái ngành nghề khác là về ngôn ngữ, tại vì mình có khiếu về tiếng Anh nè, rồi một số cái ngôn ngữ khác. Nhưng mà mình vẫn đam mê, thích, bởi vì lúc thời điểm mà mình là vận động viên mà lứa tuổi gọi là trẻ đó của đội tuyển Hồ Chí Minh thì mình năng khiếu,
thì mình có gọi là coach cho những cái bạn nhỏ. Thì lúc đó mình lại nghĩ rằng mình muốn làm huấn luyện viên ở thời điểm 17, 18 tuổi. Thì muốn làm huấn luyện viên cho nên mình mới xin gia đình là cho mình vào học trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh để mình được được học về cái ngành nghề là huấn luyện viên để trở mình chỉ có một cái mong muốn lúc thời điểm đó nha, là mình trở thành một huấn luyện viên nè, rồi mình huấn luyện các bạn nhỏ chơi giống như cái thời mà 6-7 tuổi của mình. Đó. Nhưng sau đó thì khi mà mình học với cái ngành huấn luyện viên đó thì trong cái môi trường đại học thì mình lại phát hiện ra được là thể thao không phải là chỉ có thi đấu, đúng rồi, thi đấu rồi tập luyện hay trở thành một huấn luyện viên hay là một giáo viên giáo dục thể chất, mà trong thể thao còn có những cái thứ khác nữa, nó có liên quan tới cái công tác về quản lý nè, rồi tổ chức hoặc là những khoa học thể thao, y học, sinh lý học, vận động học liên quan nữa. Thì lúc đó là một cái thế giới thể thao mở ra, những cái cơ hội mới cho mình. Nhưng mà khi mà đi ra nước ngoài tiếp cận với lại những cái nền thể thao phát triển khác ở bên ngoài Việt Nam thì bản thân chị cũng sẽ có được nhiều trải nghiệm đặc biệt, và từ đó mình phản hồi lại với những gì đang làm ở Việt Nam, đang thực hiện ở Việt Nam, thì mình cũng sẽ có những cái góp ý cũng như những góc nhìn khác, đúng không chị? Đúng rồi. Ví dụ như là mình có cái sự trải nghiệm rất nhiều Thái Lan thì cái quy trình tổ chức sự kiện của họ cũng rất là chuyên nghiệp và bài bản, thì họ ứng dụng cái quy trình đó vào thể thao từ cái bước khai mạc một cái giải, nó quy mô như thế nào, về quảng cáo của cái giải thi đấu, mình mới thấy rằng cái điều đó mình nên mang nó về để mà mình ứng dụng tại Việt Nam mình, hoặc là mình là cái người mà biết được những cái kiến thức đó thì mình sẽ nói với những cái nhà quản lý hoặc là ở Việt Nam, thì đó là cái những cái mà mình học được từ đất nước Thái Lan. Nói một cách khác cụ thể hơn để cho quý vị khán giả có thể dễ hiểu rằng là ví dụ như ở một bề nổi của một tảng băng chìm thì đa phần mọi người sẽ nghĩ rằng là thể thao chỉ là đơn giản là đi thi đấu, rồi sau thi đấu thì sẽ là tập luyện và chỉ là như vậy. Nhưng mà thực tế là thể thao mà qua những gì mà tiến sĩ Trà Giang vừa chia sẻ thì Dung nghĩ rằng nó sẽ có nhiều cái khía cạnh khác nhau, mà nếu như mà mình chịu dấn thân, mình tìm hiểu thì mình sẽ khám phá được rất là nhiều thứ hay ho cho bản thân mình và cho cả nền thể thao Việt Nam nữa. Và thường thì chúng ta sẽ nói là học thì phải đi đôi với hành. Những gì mà tiến sĩ Trà Giang vừa chia sẻ thì đó là những cái trải nghiệm trên con đường học vấn của mình. Nhưng mà sau khi kết thúc con đường học vấn và hoặc là đồng thời với lại lúc mà mình học thì tiến sĩ Trà Giang cũng có những cái dự án cộng đồng rất là thú vị, rất là thực tiễn, ứng dụng vào đặc biệt là trong môi trường học đường. Và đó là những dự án gì thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây. Năm 2018, tiến sĩ Trà Giang cùng các cộng sự bắt tay vào thực hiện dự án Stay Alive, Happy Her, Happy Us, tạm dịch là Sống Khỏe, Tôi Hạnh Phúc và Bạn Cũng Vậy, được bảo trợ bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Đây là dự án thể thao cộng đồng hướng đến nữ giới với nhiều hoạt động thể thao khác nhau tại các quốc gia ở châu Á, được hoạch định và triển khai hoàn toàn bởi các thành viên nữ từ nhiều quốc gia khác nhau. Một dự án nổi bật khác cũng đang được tiến sĩ Trà Giang triển khai là Muay Thai She Safe and Strong, với mong muốn thông qua võ thuật nữ giới sẽ tạo cảm hứng đầy mạnh mẽ. Nữ giới sẽ được tạo cảm hứng đầy mạnh mẽ và tích cực để khẳng định năng lực và giá trị bản thân. Hãy cùng tiếp tục trò chuyện với khách mời tiến sĩ Trà Giang để hiểu rõ hơn về các hoạt động ý nghĩa này. Hãy nói thêm về dự án là Stay Active, Happy Her, Happy Us, có thể tạm dịch là Sống Năng Động, Bạn Hạnh Phúc và Tôi Cũng Vậy. Thì đây là một cái dự án mà tiến sĩ Trà Giang là người sáng lập. Vậy thì cái dự án này chị đã lấy ý tưởng từ đâu và mình vận hành và mình thực hiện cái dự án này như thế nào? Năm 2018 thì mình được chọn tham dự cho một cái chương trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, do lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh gửi và chọn lọc trong số, thì mình là đại diện đầu không phải là đầu tiên nhưng mà là đại diện duy nhất năm 2018 để mà qua Mỹ cùng với lại 15 đại diện khác nhau đến từ 13 quốc gia để tham gia cái chương trình gọi là trao quyền phụ nữ trong thể thao. Thì lúc đó là tụi mình được làm việc với các mentor là những cái người mà
tư vấn cho mình là các chuyên gia hàng đầu của các tổ chức thể thao phi chính phủ ở Hoa Kỳ để mà tư vấn cho mình, để mà mình làm những cái dự án cho cộng đồng. Thì cái chương trình mà trao quyền phụ nữ trong thể thao đó thì mình mới nghĩ ra về cái việc là ok, mình phải sáng lập ra được một cái dự án riêng cho mình. Thì cái Stay Active Happy Her Happy Us đó là khởi đầu từ lúc đó. Thì mình mong muốn rằng các bạn nữ, nhất là các bạn nữ ở Đông Nam Á và các nước khu vực Đông Á hoặc là khu vực mình, ngoại trừ các nước rất là phát triển như Nhật, Hàn Quốc, ở châu Á thì mình không nói, và mình nghĩ tới Việt Nam nên năng động hơn với thể thao. Các bạn nên ví dụ như là cái văn hóa của mình nữa là các bạn cũng lười đến với thể thao, thì mình mong muốn rằng cái dự án của mình là thúc đẩy các bạn một cái tinh thần năng động hơn. Thì lúc đó các bạn chơi thể thao, các bạn cảm thấy vui, thì chính những người là làm việc với thể thao cũng sẽ cảm thấy vui với lại các bạn đó. Thì cái tên của dự án xuất phát từ cái suy nghĩ đó của mình. Nhưng mà khi mà mình lên kế hoạch rồi mình ứng dụng thực tiễn thì nó sẽ có những cái khác nhau, cũng như là những cái sự khác biệt đó, thì mình cần phải thích nghi như thế nào? Thực ra thì Stay Active Happy Her Happy Us á, thì mình khởi đầu cái dự án này ở Ấn Độ và Pakistan, không phải ở Việt Nam. Tại thời điểm đó khi mà mình quay trở lại 2018-2019 thì mình lại làm việc ở Thái Lan, không có làm việc ở Việt Nam. Cho nên là khởi đầu của mình á, là mình bắt đầu bằng những cái chương trình là mình lấy bóng bàn, môn bóng bàn của mình á, tại vì mình yêu thích môn bóng bàn. Những cái chương trình ví dụ như là ngày bóng bàn cho phụ nữ, table tennis day for women, chẳng hạn như vậy, thì mình xin những cái nhà tài trợ để mà tài trợ cho các trường học ở các vùng sâu xa ở Ấn Độ và Pakistan, làm những cái câu lạc bộ cho các trẻ em nữ đến, và coach, huấn luyện viên lại là nữ. Thì mình đưa ra một cái team cho mình là women lead women, có nghĩa là phụ nữ sẽ là người khởi đầu những cái cảm hứng đó cho phụ nữ. Thì những cái coach đó là phụ nữ tập luyện cho các em, và các em mình cảm thấy rằng yêu cuộc đời và yêu cuộc sống hơn, và đến với thể thao và giúp cho cái sức khỏe của mình cũng như cái cuộc sống mình tốt hơn. Và hiện giờ thì cái dự án đó mình đã bắt đầu thực hiện ở Việt Nam chưa? Dự án đó thì sau cái dự án Stay Active thì là dự án nhỏ của nó là Muay Thai C-Step and Strong. Thì là dự tính là làm 2020 tại Việt Nam, nhưng mà vì Covid-19 cho nên là cũng gián đoạn 2 năm. Nhưng sắp tới đây thì cái Muay Thai C-Step and Strong đó sẽ tiến hành là đầu năm mới 2023 với cái sự bảo trợ và hỗ trợ của lãnh sự quán Thái Lan tại Phú Chí Minh. Nói về thể thao cộng đồng thì hồi nãy tiến sĩ Trà Giang cũng có đề cập đến một cái chi tiết, đó là cái thói quen sinh hoạt hàng ngày của người Việt Nam mình, đặc biệt là các chị em phụ nữ, thì gần như là sẽ không đưa cái gọi là cái lịch hoạt động, gọi là tập luyện thể thao thường xuyên trong một cái lịch 24 giờ của mình. Các chị có thể là buổi sáng dậy chuẩn bị cho con mình đi học, rồi đi làm, rồi về nhà lại quanh quẩn với bếp núc. Thì từ cái mà nó là một cái thực tiễn, nó ăn sâu vào cái tiềm thức và thậm chí là cái văn hóa của người Việt Nam rồi, thì chị nghĩ là những cái dự án của chị sẽ khó khăn đến mức độ nào khi mà mình sẽ áp dụng nó vào Việt Nam? Đó là cái vấn đề khó khăn. Cho nên khi mà mình bắt đầu cái dự án thì mình bắt đầu là cái cộng đồng mà trẻ em phụ nữ nhiều nhất là trong trường học. Cho nên là mình sẽ đưa cái dự án vào trường học, trong tất cả các trường học. Thứ nhất là trong trường đại học. Trường đại học là trước hết, tại vì khi mà các bạn học ở đại học thì lứa tuổi là Gen Z của mình á. Gen Z là 18 tuổi trở lên, thì các bạn cũng có một cái sự nhận thức và quyết định cho cái sự quyết định riêng của mình, và không có bị những cái môi trường xung quanh tác động. Thì mình sẽ đưa vào để mình bắt đầu là cái mindset của các bạn về thể thao bắt đầu hình thành. Thì lúc đó mình sẽ dễ hơn, và các bạn trở thành một cái người là chơi thể thao và các bạn yêu thích thể thao, thì từ đó các bạn mới trở thành những cái người mà lead những cái hoạt động thể thao đó trong gia đình mình. Có thể là các bạn yêu rồi, các bạn về nói với lại mẹ mình đi, ví dụ như bây giờ má đi chợ, má đi bộ đi chẳng hạn như vậy. Đi bộ cũng là một hình thức, hoặc là đạp xe đạp. Đúng rồi, hoặc đạp xe đạp đi, hoặc là thế này thế kia, hoặc là đến câu lạc bộ thể thao nho nhỏ của phường xã gì đó để tập, thì bạn sẽ là một cái động lực
cho những người xung quanh trong gia đình đến với thể thao. Đó là cái mô hình mà mình đang muốn tại Việt Nam. Nhưng nghĩa mô hình này cũng rất là hứa hẹn, bởi vì rõ ràng là khi mình chọn được đối tượng đó thì mình cũng biết được là đối tượng đó sẽ là những cái người mà sẽ có cái sức ảnh hưởng nhất định đến những người xung quanh của mình. Đúng rồi. Dạ, rất là hứa hẹn. Hồi nãy có thêm một cái chi tiết nữa, đó là cái dự án Muay Thái Safe and Strong. Thì khi mà nhắc đến Muay Thái thì chúng ta sẽ nghĩ đến đất nước Thái Lan. Mà về đất nước Thái Lan thì qua những gì mà chị đã học và tất cả những gì quý vị cũng biết, thì Thái Lan rất là nổi tiếng với một ngành công nghiệp không khói, đó là ngành du lịch. Và ở Thái Lan thì người ta có một cái cách rất là hay, đó là người ta luôn luôn kết hợp giữa thể thao và du lịch với nhau để mà làm sao cho cả hai cái ngành đó cùng phát triển và cùng tạo ra cái lợi nhuận và cái doanh thu cho kinh tế nước nhà. Thì theo chị là cái hướng đi này nếu như mà ứng dụng một cách sâu rộng hơn ở Việt Nam thì nó sẽ là một cái cách làm như thế nào theo góc nhìn của chị? Đó là cũng là cái mà cái đề tài tốt nghiệp của mình ở thạc sĩ và tiến sĩ là mình làm về thể thao và du lịch biển tại Việt Nam, đặc biệt là ở Mũi Né và Đà Nẵng. Thì đó là cái mà mình học được từ Thái và mình muốn là đem về Việt Nam để ứng dụng, khi mà mình có một cái bờ biển trải dài từ Bắc tới Nam hơn 3.000 km, là bờ biển rất là đẹp. Và các nhà khoa học người ta đã đo và có những cái nghiên cứu là nó rất phù hợp với tất cả các loại hình thể thao biển, ví dụ như là windsurf nè, ví dụ như là windsurf, skysurf là lướt ván diều rồi các loại hình về thể thao jet biển ski, đúng rồi jet ski, nó còn phù hợp hơn cả Thái Lan. Cho nên là mình nghĩ là rất là hợp lý để cho mình kết hợp với nhau. Thì hiện nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch của mình cũng có những cái khởi đầu bằng những cái đề án về thể thao và du lịch biển tại khu vực Duyên Hải miền Trung. Thì mình cũng là một trong những thành viên chính trong một cái đề án sắp tới đây để mà phát triển thể thao và du lịch tại Việt Nam. Mà mình hy vọng rằng mình sẽ làm được nhiều thứ cho cái ngành du lịch cũng như là thể thao để mà các bạn bè quốc tế đến với Việt Nam, không những là đến du lịch check in mà giống như là Hạnh Dung biết là chụp Facebook đứng ngay bờ biển gì không, mà các bạn phải chụp hình với những cái hoạt động thể thao tại Việt Nam để mang một cái signature, một cái dấu ấn gì đó là thuộc về Việt Nam. Và thưa quý vị, ở phần tiếp theo của chương trình thì Hạnh Dung nghĩ cũng sẽ là những thông tin hết sức thú vị về những hoạt động cũng như là những dự án mà tiến sĩ Trà Giang đang theo đuổi. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi một số hình ảnh ngay sau đây. Đây là sân tập khúc cung cầu trên cỏ giữa các thành viên của đội hockey thành phố Hồ Chí Minh. Một số là người Việt, một số là người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Và họ đều có chung một sở thích thể thao là khúc cung cầu. Thì tuổi trẻ thì bạn nào cũng thích đá banh, nhưng mà cơ hội thì mình không có được tiếp cận được nhiều. Khi mà bạn chơi qua đây thì em là những bạn đầu tiên người Việt Nam chơi, thành ra là có cơ hội rất tốt để em tiếp cận được và tham gia tới tận bây giờ. Môn này giúp tôi trui rèn tính kỷ luật, tốt cho sức khỏe tinh thần và nhất là tư duy làm việc nhóm. Tất cả mọi người cùng làm việc, cùng hướng về mục tiêu chung và còn có thể giao lưu, kết nối vui vẻ như những người bạn tốt. Hockey là môn mang tính xã hội cao. Khi chơi, bạn sẽ tập trung vào trận đấu, hướng vào mục tiêu chiến thắng và quan trọng là tính đồng đội. Khúc cung cầu được du nhập vào Việt Nam từ những người nước ngoài đến Việt Nam làm việc và sinh sống. SEA Games 2013 tại Myanmar là nơi mà khúc cung cầu Việt Nam ra mắt ở một giải đấu quốc tế. Dù chưa đạt được thành tích, nhưng Việt Nam vẫn được giới chuyên môn đánh giá có tiềm năng lớn ở môn thể thao mới này. Năm 2014, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Liên đoàn Hockey Quốc tế ISF. Vài năm trở lại đây, khúc cung cầu trên băng cũng bắt đầu được biết đến và thu hút sự quan tâm của nhiều người ưa thích khám phá các môn thể thao mới lạ. Năm 2020, Liên đoàn khúc cung cầu thành phố Hồ Chí Minh được thành lập, mở ra giai đoạn phát triển bài bản hơn cho môn này ở thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung. Mới đây nhất, tại Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, khúc cung cầu lần đầu tiên có tên trong chương trình thi đấu. Dù chỉ là môn thi đấu hưởng ứng, nhưng môn khúc cung cầu của Đại hội Thể dục Thể thao thành phố có hơn 100 vận động viên cùng tranh tài, trong đó hầu hết là các bạn trẻ. Đây được xem là tín hiệu tích cực và là bước chuẩn bị cho SEA Games 32 tại Campuchia.
Tôi khá ngạc nhiên khi ở Việt Nam có những hội nhóm chơi hockey thường xuyên như thế này. Ở nước tôi thì có thể chơi hockey khi còn ở trung học, nhất là với các bạn nữ. Hockey ở Việt Nam thì chỉ mới xuất hiện chừng 10 năm hơn thôi, nhưng tôi nghĩ sẽ rất khả quan, nhất là phát triển môn này cho nữ giới. Những người thật sự họ tìm tới Việt Nam hockey hoặc là Hồ Chí Minh hockey thì càng ngày càng chất lượng hơn và càng ngày thì được nhà nước tổ chức nhiều giải đấu. Họ là có nhiều nơi họ biết tới Việt Nam có môn hockey này, thành ra họ tới, họ giao lưu với mình thì cũng là một điều kiện rất là tốt. Theo luật, một trận hockey diễn ra giữa hai đội với 11 người mỗi bên. Thời gian thi đấu là 70 phút với 10 phút nghỉ giữa hai hiệp. Các cầu thủ tham gia phải sử dụng gậy để điều khiển quả bóng trước sự truy đuổi của đối phương và tìm cách đưa bóng vào lưới đối thủ. Khác với các cầu thủ còn lại trên sân, thủ môn được trang bị đồ bảo hộ đặc biệt để tránh bóng văng vào mặt và các bộ phận khác trên cơ thể. Với người chơi, khúc cung cầu không đơn giản là một môn thi đấu mà còn là một phong cách sống tích cực giúp cho cơ thể khỏe mạnh. Người chơi rèn luyện được nhiều kỹ năng sống, đặc biệt giúp đầu óc thoải mái hơn, nâng cao được kỹ năng làm việc nhóm và cả tinh thần lãnh đạo. Mọi người chơi có thể tới và trải nghiệm thử, vì so với mặt bằng chung thì nó không có nguy hiểm như mọi người nghĩ. Nó môn thể thao rất là lành mạnh, nó không có mang yếu tố về thể lực nhiều và cái sự bạo lực thì không có. Với những kinh nghiệm có được khi làm việc cho Liên đoàn Khúc Cung Cầu Thái Lan, tiến sĩ Trà Giang cũng cùng tham gia trong công tác xúc tiến phát triển bộ môn thể thao còn khá mới lạ này tại Việt Nam với vai trò tổng thư ký. Song song đó, cô vẫn nỗ lực để đưa môn này vào trong môi trường đại học, tạo điều kiện cho các bạn sinh viên và nhiều người hơn nữa biết hơn về khúc cung cầu. Hãy cùng tiếp tục trò chuyện với tiến sĩ Trà Giang về con đường phát triển khúc cung cầu tại Việt Nam. Vì sao lại là môn khúc cung cầu và khúc cung cầu trên băng mà không phải là những cái môn thể thao nào khác? Môn đấy nó có điều gì cuốn mình? Đúng rồi, giống như là mình chơi bóng bàn mà bây giờ mình lại là nhà quản lý của khúc cung cầu trên băng. Thì thật sự là mình có cái cơ hội là năm 2008 thì mình đi học một cái chương trình trao đổi tiến sĩ tại Áo, trường đại học Innsbruck của Áo. Thì ở đó là một cái nước châu Âu, thì mùa đông tuyết rơi, thì mình bắt đầu mới thấy rằng người ta chơi những cái môn lạ quá, những cái môn mùa đông, ví dụ như là trượt tuyết, trượt băng, rồi mình đến những cái sân vận động thì mình cứ tưởng tượng là họ chơi đá banh hoặc là chơi bóng rổ hay gì đó, không phải. Họ chơi ice hockey là khúc cung cầu trên băng trong đó, và lần đầu tiên trong cái cuộc đời là mình thấy họ có cái môn này. Và mình bắt đầu là mình thấy là thích nó. Thì lúc đó thì trong trường những cái bạn học chung với mình lúc nào cũng cầm đôi giày skate đó để đi trượt băng, bất cứ nơi nào cũng có những cái cơ sở vật chất đó. Mình bắt đầu tập trượt băng với các bạn và mình thấy yêu thích cái môn này. Và khi trở về làm việc ở Thái Lan thì cũng tình cờ là mình có cái cơ hội tham gia vào một cái lớp gọi là phiên dịch hỗ trợ trong chủ tịch, trong một cái buổi họp cấp cao về châu Á. Thì lúc đó thì mình lại được làm cái vị trí ở trong đó và bắt đầu từ từ để mà sâu hơn và hiểu hơn về cái môn khúc cung cầu trên băng. Theo chị là thể trạng cũng như là tố chất sẵn có của người Việt Nam của mình liệu là có thể đáp ứng được với những cái đặc thù của môn khúc cung cầu? Thực ra thì đáp ứng được nhưng mà cái môn khúc cung cầu nó đòi hỏi rất là nhiều kỹ năng kết hợp với nhau về độ nhanh nhẹn nè, sức nhanh nè, sức bền nè, rồi độ quan sát, rồi cân bằng. Tất cả các kỹ năng trong thể thao đòi hỏi, do vậy vận động viên khúc cung cầu là phải là một người có một cái tố chất về toàn diện. Và nếu như là các bạn đã từng chơi những môn thể thao khác thì khi qua cái môn khúc cung cầu này nó rất là dễ, tại vì các bạn sẽ tiếp cận và tiếp ứng được những cái kỹ thuật đó trong cái môn này. Như vậy thì hình dung ra cái con đường phía trước mà mình phát triển một khúc cung cầu ở Việt Nam là một con đường rất dài và sẽ có rất là nhiều điều để phải làm. Chị sẽ sẵn sàng nhấn thân với con đường này đúng không ạ? Đúng là như vậy. Tại vì mình được may mắn là mình vẫn đang làm ở bên Liên đoàn Khúc Cung Cầu Trên Băng của Thái. Thì mình cũng có nói chuyện với lại ông chủ tịch về cái việc là phát triển tại Việt Nam và cái định hướng tại sao mình về Việt Nam để làm cái chuyện này. Thì ông chủ tịch có nói với mình là tất cả mọi trang thiết bị của Việt Nam cần
thì Thái Lan sẽ ủng hộ và tài trợ, yeah. cũng như là nếu như mà Việt Nam có đội cúc không còn trên băng thì có thể là đưa đội sang để mà tập luyện với cái sân băng mà đạt tiêu chuẩn quốc tế ở Thái Lan hiện nay. Do vậy mình cũng được sự ủng hộ cũng rất là nhiều của đất nước bạn. Do vậy mình nghĩ rằng là nó sẽ phát triển tốt. Nghe cũng rất là hứa hẹn. Dạ vâng, chúng ta sẽ đi qua một cái mảng khác, một cái công tác khác của tiến sĩ Trà Giang, đó chính là chị hiện giờ cũng đang công tác ở trường Đại học Quản lý và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Chị hãy chia sẻ thêm với khán giả về những dự án mới của chị ở vai trò này. Thì trường Đại học Quản lý và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thì mình đang là xây dựng một cái mở một cái ngành là quản lý thể dục thể thao. Thì cái ngành này mình xây dựng theo một cái chuẩn quốc tế, bởi vì mình muốn rằng các bạn học với cái ngành này các bạn phải tiếp cận những cái gì nó mới, nó quốc tế hóa và toàn cầu. Thì cái ngành quản lý thể dục thể thao của trường Đại học Quản lý và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ mời các chuyên gia và giảng viên rất là giỏi về cái ngành này trên khắp thế giới, qua những cái mối quan hệ hoặc là qua những cái quen biết để mà dạy và chỉ cho các bạn học sinh. Và mình mong rằng cái ngành quản lý thể dục thể thao cũng là một con đường mới cho các bạn vận động viên khi mà các bạn đến cái tuổi mà mình phải chấm dứt cái sự nghiệp vận động viên của mình. Thì nó cũng là một lựa chọn, ngoài cái lựa chọn là trở thành một huấn luyện viên hay là giáo viên giáo dục thể chất như mình hồi trước, thì cái ngành quản lý thể dục thể thao cũng là một cái hướng đi rất mới, và nó sẽ là một cái truyền tải một cái đam mê cho các bạn vận động viên, bởi vì các bạn vận động viên đã có tố chất thể thao sẵn, thì bây giờ các bạn có sẽ kinh phải nghiệm, đúng rồi, có kinh nghiệm, có hiểu biết về thể thao, các bạn chỉ cần một chút xíu về kỹ năng tiếng Anh trong cái chương trình, rồi các bạn học thêm về những cái lớp, những cái khóa nào quản trị, quản lý, tổ chức sự kiện, rồi đó, về truyền thông, marketing. Thì các bạn sẽ trở thành một cái nhà quản lý tương lai. Dạ vâng. Dung nghĩ đây là một thông tin rất là thú vị với những, đặc biệt là các bạn vận động viên, bởi vì thực tế là hầu hết các bạn vận động viên trong quá trình trao đổi với nhau á, thì các bạn nói là thật ra là khi mà hết nghề vận động viên chắc em đi làm huấn luyện viên. Nhưng mà ví dụ như một đội tuyển có 12 cầu thủ thì để mà trở thành một huấn luyện viên giỏi thì chắc không đếm hết trên đầu ngón tay đâu, rất là ít. Do đó là mình sẽ có nhiều sự lựa chọn khác nhau, hoặc đặc biệt với những bạn mà mình có một cái sở thích về thể thao, không cần phải là vận động viên, thì mình cũng có thể có một cái định hướng nghề nghiệp cho mình. Nó sẽ có rất là nhiều thú vị, một không gian rất là mới, rất là nhiều điều thú vị để khám phá. Bây giờ mình sẽ điểm lại một tí xíu từ đầu chương trình đến giờ. Thì nếu như mà viết ra giấy về những cái công việc, những cái dự án mà tiến sĩ Trà Giang thực hiện thì rất là dài. Hình dung cảm giác như là một người như tiến sĩ Trà Giang thì chị sẽ gần như là sử dụng hết 24 giờ trong một ngày để mà có thể làm việc. Thì không biết là chị lấy đâu ra cái nguồn năng lượng của mình để mà mình liên tục làm hết những việc này với việc khác như vậy? Nguồn năng lực đó là thể thao đó. À. Sáng ngủ dậy là một ly cà phê và mình phải tập thể thao và một phòng gym hay fitness để tập hoặc là chạy bộ bất cứ nơi nào. Mình cũng phải mang một đôi giày thể thao đi theo trong những cái chuyến công tác của mình. Thực sự là mình công tác rất là nhiều luôn. Là mới vừa rồi thì cũng từ Thái rồi từ Ả Rập có một cái buổi họp về, nhưng mà lúc nào trong cái vali hành lý của mình cũng phải có một đôi giày thể thao và bộ đồ thể thao để mình có thể là mình khởi đầu một ngày mới bằng những cái hoạt động thể thao. Do vậy mình cũng khuyên với các bạn khán giả đang xem chương trình, các bạn trẻ là mình phải tích cực cuộc sống, dậy sớm, chạy bộ, bơi hoặc là bất cứ cái gì mà có thể ngay tại khu vực nhà mình để mình hoạt động thể thao, thì lúc đó là cái năng lượng, một cái năng lượng tràn trề là giúp cho mình làm việc 24 giờ hoặc là 28 giờ như thế nào cũng được á. Tiến sĩ Trà Giang đã nói luôn cái câu hỏi mà Dung định hỏi phần cuối là mình sẽ có thông điệp gì để mà có thể chia sẻ. Thì một lần nữa rất là cảm ơn tiến sĩ Trà Giang ngày hôm nay đã dành một chút thời gian trong cái quỹ thời gian rất là bận rộn của chị để mà có thể chia sẻ đến quý vị khán giả những cái lăng kính rất là khác về thể thao, đặc biệt là về cái lối sống cũng như là cái sự lựa chọn của mình cho con đường sự nghiệp của bản thân mình, để làm sao mình là một người có ích cho xã hội, có ích cho nền thể thao Việt Nam. Cảm ơn tiến sĩ Trà Giang rất là nhiều. Xin cảm ơn. Vâng, thưa quý vị, Hình Dung hy vọng rằng là với câu chuyện cùng với là tiến sĩ Nguyễn Trà Giang trong chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến nhiều thông tin lý thú và đặc biệt là hữu ích cho quý vị khán giả. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình Thể thao là cuộc sống tuần này của chúng tôi cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.